Em Tuấn HD xin chào tất cả các bác nhé Trong video buổi chiều ngày hôm nay thì em Tuấn HD xin phép được lên sóng để chia sẻ giới thiệu đến các bác cùng tham khảo một cây sườn một cây sườn với chất liệu là carbon và thương hiệu là thương hiệu check một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ các bác nhé Cây sườn này là hàng chính hãng được em Tuấn sách tay tuyển chọn từ bên thị trường Nhật về Việt Nam để phục vụ các bác Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các bác về size số của cây sườn để các bác cùng tham khảo cho nó phù hợp với chiều cao các bác nhá. Thì cây này nó có cái size đo thực tế, thực tế giống ngang là 51 đo tâm. Tâm là 51 cm. Và giống đứng thực tế đo từ tâm của BB lên. Tâm của BB lên đỉnh của giống ngang thì là 46 các bác nhá. Đấy, một sai số cũng khá là đẹp với chiều cao của người Việt. Thì cây này hoàn toàn là carbon từ phần càng này khung sườn này và cái phần uh, cốt yên của nó cũng bằng carbon hết các bác ạ và cái dòng này nó gọi là dòng uh, dòng đi uh, với đường hỗn hợp các bác nhá đường hỗn hợp tức là đường trường cũng được mà đường địa hình cũng được Nên, uh, dòng model của cây sườn này là bon 5 check bon 5 với cái chất liệu carbon của nó là carbon OCLV 600 các bác nhé OCLV 600 được thiết kế tại Mỹ. một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ thôi. Cây này thì tất cả toàn bộ dây của nó thì đi âm ở trong khung. Dây đi âm trong khung, có dây dây uh, phanh, dây thắng phía trước thì là đi ngoài các bác nhá. Đấy. Nó là cái kiểu thiết kế theo dạng đường hỗn hợp, dòng uh, Crossbay. Ờ uh, bộ này thì sử dụng hai hai cái phanh cụm phanh trước sau thì là sử dụng phanh thắng 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 đĩa cơ các bác nhé thắng đĩa cơ này thắng đĩa cơ trước sau và đã có cái cùng thắng cho các bác luôn rồi cùng thắng đĩa cho các bác luôn rồi cùng thắng thì đến từ thương hiệu avid đó cái này thì thắng đĩa là sử dụng cái ti nhỏ các bác nhé trục nhỏ đấy ạ thắng đĩa dạng trục nhỏ đời trước đấy dây dây thắng thì đằng sau là cũng đi âm ở trong này trong khung và đây là cái phần lỗ đi dây đè sau các bác nhé Cây này thì có sẵn BB cho các bác luôn rồi BB này là BB trục 24 của Shimano rất là thông dụng Con này thì cũng có cả tem UCI ở trên dòng đứng này. Tem UCI đầy đủ hết Hàng chính hãng các bác nhé Dòng carbon OCLV rất là chất lượng Và có giảm chấn ở phần cốt yên Có giảm chấn ở cốt yên Sẵn cốt yên luôn Cây này màu sắc chủ đạo của cây sườn thì là màu xám Màu xám đen Phối với cả màu trắng Và một vài những cái điểm màu xanh Đấy, dòng chữ check thì rất là nổi bật ở cái phần giống chéo của cái sườn. Em sẽ đi uh, tổng quát một vòng tổng thể bên ngoài xung quanh cây sườn để cho các bác cùng ngắm. Đấy, đây là phần uh, mặt bên trái của cây sườn các bác nhé Lát này em sẽ đi zoom vào chi tiết kỹ từng bộ phận một để cho các bác cùng quan sát. Và đây là mặt bên phải của cây sườn đây. Đây là mặt bên phải của cây sườn. cốt yên này dòng ngang cây này phối màu rất là đẹp các bạn màu rất là lạ luôn màu nó là hai màu các bác nhé hai màu hai mặt khác nhau mặt bên này thì là màu xám xanh còn mặt bên này thì nó lại phối màu xám trắng Đấy, các bác có thể thấy này bên này là màu sơn chủ đạo ở phần đầu này là màu trắng còn bên này thì nó lại là màu xanh phối rất đẹp rồi bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết để cho các bác cùng theo dõi các anh nhé Và phần giá thì em sẽ báo ở phần cuối video Đầu tiên thì là cái phần đầu của cái sườn này Đầu thì cái phần nắp chủ trên cổ bên trên thì là của FSA của Mỹ Đó. Nắp trên đỉnh này thì là của Bonchager các bác nhé Nắp Bonchager đây Đó. Phần đầu thì là sẽ là logo của hãng check này Logo hình chiếc khiên Đấy và đây là cái phần càng trước của cây sườn đây là phần càng phía bên phải các bác nhé em sẽ zoom kỹ lên để cho các bác cùng ngắm cả bên phải nước sơn rất là đẹp rồi nước sơn bên này là màu xanh cái phần bên trong thì nó là màu xám các bác nhé bên trong đối diện này là màu xám này bên này cũng là màu xám và phần càng phía bên trái thì nó là màu trắng bên trái là màu trắng các bạn Đấy, đây thì cũng có chảy một vết nhỏ nhỏ ở cái phần chỗ phanh này vết chảy rất là nhỏ thôi cái này thì có thể dặm dặm vào được tuy nhiên là hàng về của em thì em vẫn giữ nguyên bản cho đến tay các bác các bác nhé và các bác muốn xử lý thì các bác tự xử lý giúp em đây là cái phần phanh phanh đĩa cơ phía trước cũng phanh của avit cũng đã sẵn má các thứ đầy đủ hết rồi về thì các bác chỉ việc ráp vào là chạy thôi đó, đấy là phần đầu và tiếp theo thì là phần sườn phần sườn thì đây là phần gióng ngang các bác nhá phóng gióng ngang phía bên phải này là sẽ được sơn màu xanh và màu xám đen đây là cái phần iso speed giảm chấn cũng như là phần cốt yên mà carbon các bác nhá cốt yên carbon này yên này là dạng yên upside down tức là yên chụp ngược từ trên xuống carbon oclv oclv carbon Đấy, em sẽ zoom thế này thì các bác có thể nhìn rõ được cái màu sắc của cây sườn thực tế này nó là màu xám các bác nhá, màu xám đen, màu xám trì đấy ạ. Cây này thì nó sử dụng gạt đĩa là bắt trực tiếp các bác nhá, để bắt trực tiếp. Trên dòng đứng thì có sẽ có tem UCI sơn trực tiếp lên trên này luôn. Đấy, dòng check Bon 5 và đây là cái tem chất lượng carbon OCLV 600, được thiết kế tại Mỹ. Đây là phần giống chéo phía bên phải ạ. Có dòng chữ check màu trắng rất là nổi bật. Dòng chữ check màu trắng các bác nhé Đấy, dây thì đi âm hết ở trong khung rồi. BB có sẵn BB code 24. Là những cái bộ group set thông dụng của Shimano. Và đây là cái phần đuôi càng sau phía bên phải các bác nhé Đấy, dây dây đè sau thì là chạy âm đến tận đây và đây là cái phần pad bắt quỳ đè sau. Đấy, càng sau trên còn khá là đẹp các bác nhá. Độ mới ở cây này thì theo đánh giá theo chủ quan của em thì nó còn khoảng tầm trên 90% 92, 93% các bác nhá. bây giờ sẽ lật ngược cái cây sườn lại về phía bên này để quay cái phần khung sườn phía bên trái. đấy phần đầu thì nó đang hơi có một chút bẩn các bác nhá. đây những vết bẩn này em chưa có vệ sinh và thì em cái là em quay luôn cho các bác. đây là phần giống ngang phía bên trái. Đấy, giống ngang bên trái này là tô màu trắng và màu xám phối với nhau. ISO speed giảm chấn cột cột yên. Đây là phần càng các bác nhá. Càng trước phía bên trái đây. Những cái lỗ này là để bắt cái ống dây phanh. Đây ống dây phanh thì nó chạy ngoài bởi vì đây là cái dòng cross mà. Dòng cross dòng địa hình hỗn hợp. Đây là phần giống chéo bên bên trái các bác nhá, cũng là cái dòng chữ check rất là nổi bật ở trên khung sườn. Dòng chữ check màu trắng. Các bác có thể thấy những chi tiết nó còn rất là mới. Sơn si rất là đẹp luôn Sơn này là sơn zin nguyên bản 100% các bác nhé Không qua dặm tút bất cứ một chi tiết nào Các bác có thể thấy là nước sơn nó còn rất là bóng đẹp Đó. Carbon OC OCLV600 Một cái chất liệu carbon rất là cao cấp của Czech Đây là phần BB phía bên trái các bạn, BB bên trái đây Đây nó có những cái điểm cũng chầy chầy nhẹ nhẹ các bác nhé Điều chầy xước là không tránh khỏi Bởi vì hàng đã qua sử dụng rồi Nhưng mà với cái mức độ chầy xước như này thì thực sự là rất là nhỏ thôi ngoài những vết sức nhỏ này ra thì gần như là không có vết sức lớn nào khác Đấy, giống đứng bên trái đây nước sơn rất là bóng đẹp các bạn và đây là phần càng sau phía bên trái càng sau bên trái này. cũng phanh avit các bạn nhá phanh đĩa cơ avit những những cái vết xước lăm răm lăm răm rất là nhỏ thôi các bác nhé không đáng kể thực ra là nó vào những cái điểm màu đen nên là cũng không thể phát hiện ra được cây sườn này như thế này là quá đẹp rồi em sẽ quay cái phần gầm cho các bác xem đây là phần gầm phía dưới các bác nhé gầm này gầm cây sườn thì cũng là màu sơn xám Đó dưới gầm thì sẽ có tem số khung tem số khung của cái sườn ở đây Đó. cái tem này là tem sơn trực tiếp vào khung luôn các bác nhé không bóc ra được đây là sơn trực tiếp và dưới này thì có một cái tấm chắn để chắn cái phần dây chắn cái phần dây đề ở dưới Đấy, đây có một cái tấm nhựa để chắn dây tất cả bên dưới thì còn rất là đẹp các bác nhé không có chảy xước gì một cái sườn carbon rất là nhẹ em cầm trên tay thì thực sự là trọng lượng rất là nhẹ em chưa có cân để cân thử nhưng mà áng chừng cái trọng lượng của nó khoảng tầm 1 kg 6 kg 7 gì đấy rất là nhẹ rồi và em xin phép được báo giá các bác nhé cây sườn này thì có size ngang là 51 và gióng đứng là 47 cho tới 46 47 cho tới đỉnh của giống ngang size này thì sẽ phù hợp cho các bác có chiều cao khoảng tầm 1m65 cho tới 1m75 các bác nhé trên 1 65 1 65 66 trở lên thì các bác sẽ đi vừa cây sườn này cây sườn này là cái dòng kiểu là dạng đường hỗn hợp ấy. dòng cross by đường hỗn hợp chạy vừa đường trường mà vừa đường sỏi đường đường sỏi đường xấu các thứ là cân hết các bác nhá một cây sườn carbon chính hãng của Czech cây này thì em đang chào bán cho các bác với cái tầm tài chính là dưới 15 triệu các bác nhá dưới 15 triệu cây sườn này Sườn chính hãng được sách tay từ bên Nhật về Bác nào có nhu cầu thì có thể alo cho em Tuấn HD Qua số điện thoại của em ở trên màn hình Số điện thoại của em là 0888 391992 Mười, Dưới 15 triệu là em đã bao ship tận nơi cho bác rồi Đấy. Các bác quan tâm muốn ráp được một chiếc xe chất lượng Thì có thể alo cho em để sử dụng cái sườn này Và video ngày hôm nay thì em xin phép được kết thúc tại đây Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi Bác nào mà cần thêm chi tiết hoặc là thông tin gì về những cái sản phẩm những cái hàng em Tuấn bán ra thì có thể alo cho em qua số điện thoại hoặc là các bạn qua zalo với em các bác nhé. Em có địa chỉ tại Chi Linh và Chi Linh Hải Dương và em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và rất mong được các bác ủng hộ. Em xin chào tất cả mọi người.